Ok, và hello anh em nhé. Chào mừng em quay trở lại với channel của mình nhé. Mình là Thế Di đây. Và chúng ta hôm nay sẽ chơi một tựa game mới. Tựa game này mang tên là Hitboxing. Ấy, chơi kiểu đấm bốc anh em ạ. Và trên tựa game này có hoàn toàn miễn phí trên Android nhé. Anh em có thể tìm ở trên mạng nhé. Chúng ta phải đấm ạ. Ok. Ui, giữ anh em ạ. Giữ này này, để. Ú, mình phải vào gần à. Cái này đang tập à anh em? Cái này đang tập hay sao ạ? Đúng rồi, chính xác đang tập thôi. Đấm, đấm, đấm này. Power Mark, Power Mark. Mình có tuyệt chiêu anh em, Fire Punch, cú đấm lửa. Đây là đang luyện tập nha anh em. Chúng này đang phần luyện tập thôi. Đấy, đang pause xe lại mà. Vấn đề là mình có thể thoát ra được không nhỉ? À, đang luyện tập. Đó, có lùi lại để thủ này. Đó, phản công anh em ơi. Counter attack. Úi dồi ôi, tự ăn bị ăn đấm phát anh em ạ. Finish. Nào, chiến với bên anh em ơi. Bây giờ nó xong phần hướng dẫn rồi, mình có thể đấm thoải mái được nha. Nhột. Vào đây cưng. Vào đây cưng. Đấm liên hoàn cho này. Mình phải tiếp cận được nó. Đây, ví dụ như này là mình đang tiếp cận nó đây. Tiếp cận thằng này đây, đấm cú đấm sấm sét, cú đấm sấm sét. Cú đấm sấm sét nào. Đứng tỉnh dậy, tỉnh dậy, tỉnh dậy. Tỉnh dậy tiếp đi. Tỉnh dậy. Ôi, đấm vỡ đầu ạ. Nứt sọ à. Ủa, quả kết hợp đẹp đấy anh em nhỉ. Kết hợp rất chi là xịn sò luôn. Rồi, chúng ta sẽ chiến thắng được cái trận này. Khá đơn giản đúng không? Không có gì là khó khăn. Round 2. Five. Ui ôi. Nhơn. Nhơn. Một đấm mắt. Lao về phía trước. Lao về phía trước này. Đấm liên hoàn luôn anh em. Power Mark luôn. Rồi, chúng ta hạ xong nó rồi. Khá đơn giản nhỉ. Không khó khăn lắm. Không khó có gì là quá khó khăn. Đấm nó quá dễ. You win. Chúng ta có thêm quần áo hay cái gì không nhỉ? Click buy con gà để làm gì ấy? Cho con gà đây. Rồi đây là phần Arcaster Mode của mình. Mình với thằng không anh em ạ. Hai ngày đấu với nhau. Mình có nhân vật ở không? Mình có rất nhiều nhân vật để mở khóa, nhưng vấn đề là mình cũng không thể nào mấy được ấy. Tại vì mình chưa tới cấp. Ok, mình có con gà, con chim trên. Ui, anh da đen. Anh da đen luôn. Rồi, đợi mình xíu, để mình pause xe game. Ok, anh da đen vào đây nào. Ông da đen, ui, ông này khỏe lắm anh em ạ. Một đấm. Hai đấm. Ba đấm, đúng rồi. Chúng ta cần phải áp sát anh em ạ. Áp sát. Áp sát. Không đánh trả. Một phát đấm lên trời này. Mình đã full power chưa? Bây giờ thằng kia mới full power anh em ạ. Tại vì nó bị ăn đấm nhiều. Nó sẽ được cộng thêm sát thương, cộng thêm đam. Round 2.
Ra ngoài. Ơ, thằng kia dùng cái chiêu gì ấy nhỉ? Mình cũng không biết được. Ôi rồi, Fire Punch xịt rồi. Fire Punch xịt rồi anh em. Game này giải trí khá là vui anh em ạ. chơi đấm mộng. Lên trời. Chết. Này đây này, xong. Xong phim luôn. Úi trời, đấm lún người. Ok nhá. Đi win rồi. Và chúng ta được kiểu perfect anh em ạ, cho được thêm 2000 coin nếu mà xem quảng cáo á. Có lẽ là cũng không cần thiết lắm. Đây. Đánh nhá, tôi sẽ mở khóa từng người một ra nhá. Mở khóa từng nhân vật một ra. Ồ, oh, cô bé nữ sinh ạ. Ok. Chiến đi. Round 1 fight. Gãy xương rồi. Ui ôi. Thích đấm nè. Một phát đấm gãy xương là xem ai khỏe hơn. Đấm ui. Còn này là gãy ngón tay anh em ạ. Không gãy ngón tay à? Power Max. Phát sau mình sẽ sử dụng cái từ chiều đó chính là Fire Punch nha anh em. Đấm một phát là ngon à. Trận đầu đã thắng rồi. Đây còn đợi hai trận sau thôi. Round 2. Đây này, Fire Punch. Trời ơi, cú đấm lửa. Nó dùng chiêu lốc anh em ạ. Xui ôi. Gãy xương bàn tay. Tôi khá buồn cười anh em. Ai chà. Lên tiếp. Lên trời này. Đơn giản chưa? Đơn giản. Ok, thắng rồi. Quá nhanh và quá nguy hiểm luôn. Để chiến thắng được cái trận này. You win. Lose. Nó thua rồi anh em ạ. Mở khóa nào. Chúng ta sẽ đối đầu với thanh niên Robin đến từ Anh Quốc à. Hey. Được đấy. Ấy chà. Con khỉ ở trước ngực à. Đấu nhau đấy. Round 1. Fight. Lên trời. Rồi ôi, tôi đấm thêm phát nữa. Đúng là combo. Ôi chưa tới anh ạ. Chưa tới nhưng mà mình vẫn hạ nó. Robin còn lại yếu hơn cả con gái. Con gái nó còn đấm nhau còn khỏe hơn anh em ạ. Công nhận như vậy. Lên. Let's go. Stage 4 à. Ui ôi. Nó dùng full tốc độ. Combo Fire Punch. Ủa, nứt não rồi. Chết luôn đâu. KO luôn anh em ạ. Ảo thật. Yes. Chắc kia thua anh em. Đỡ nào được mình. Tôi có quần áo gì không nhỉ? Vấn đề tôi không có quần áo, không có thời trang à. Champion level 3. Có trang phục không? Có, dĩ nhiên là có trang phục không, nhân vật thôi. Cái này không có trang phục, nhưng cái này có thể mốt được hay sao phải không ta? Upgrade. Mấy con chim phải để làm gì nhỉ? Rồi, tiếp tục anh lên đai anh em ơi. Đúng không? Chưa vẫn ở cái survival nữa không? Chưa vẫn ở cái Akakder này, cái tạ nó rất là nhỏ, đấu với những cái bọn rất là yếu à. Chứ lên trên cao thì toàn găng hạng nặng đấm cho thì thôi, tòe mỏ. Ây à. Thằng nào đây? Thằng này có kiểu có súng nhỉ. Nó dạng như kiểu có súng ấy. Úi dồi, nhanh lắm. Thank you.
Lên trời. Mình phải có thể combo được mà, mình phải combo được rất là nhiều luôn đấy. Khi nó bay lên trời nó rơi xuống thì kiểu gì cũng chết thôi. Ý, let's go. Tuyệt vời, căng đỏ luôn. Chiến đấy bạn. Skill. Ui, thằng này chơi bẩn đấy. Foipon. Oh, what? What the hội? Lên trời. Thằng này nó chơi bẩn anh em ạ, nó dùng cả tên lửa đấm mình thì đỡ đỡ thế nào được. Cứ nhờ đỡ thế nào được đây. KO. Hay quá. Rồi chúng ta sẽ kêu nhé. Xin chào lại anh em nhá. Bye bye.